Miss Candy chào mừng các em quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 4. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau học Unit 8, My Favorite Subjects, những môn học yêu thích của tôi. Chúng ta học Lesson 1. Trước hết, chúng ta sẽ cùng học một số các từ vựng trong Lesson 1. Từ đầu tiên, Favorite, Favorite, yêu thích. Subject, subject, môn học. Music, music, môn âm nhạc. Art, art, môn mỹ thuật. PE, PE, physical education, physical education, môn giáo dục thể chất hoặc là môn thể dục. IT, IT, information technology, information technology, môn công nghệ thông tin hoặc là khoa học máy tính. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số từ vựng mình vừa mới học nè. Art, IT, Music, PE. Để ôn lại từ vựng một lần nữa, Miss sẽ cho các bạn cùng chơi một trò chơi. Các bạn sẽ nhìn vào hình vẽ ở bên trái và sau đó mình cùng chọn đáp án A, B, C hoặc là D tương ứng với cái từ tiếng Anh của cái hình bên này. Trong hình đầu tiên, một lần nữa chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi. Phía sau những ngôi chữ màu này sẽ có một hình ảnh và một từ vựng tương ứng với hình ảnh đó. Miss sẽ lần lượt mở từng ô màu và các bạn sẽ cùng nhau đoán thử đấy là từ vựng nào. Chúng ta đến với từ đầu tiên. Mình cùng nhau ôm lại từ vựng nè. Art, IT, Music, PE. Chúng ta đến với part 1, Look, Listen and Repeat. Nhìn vào bức tranh, lắng nghe và sau đó lặp lại. Trong phần này chúng ta sẽ có hai bức tranh là bức tranh A và bức tranh B. Trong mỗi bức tranh ha, sẽ có một đoạn hội thoại giữa một bạn nam và một bạn nữ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại và sau đó mình cùng luyện đọc lại. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nè. Unit 8. My favorite subjects. Page 56. Lesson 1. Activity 1. Look,
Listen and repeat. A. Hi, Ling. What subjects do you have today? I have English, science, and maths. B. I like art. What's your favourite subject? It's PE. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn này. Ở bức tranh đầu tiên, Hi Linh, chào Linh. Hôm nay bạn có những môn học nào vậy? Tôi có môn tiếng Anh, môn khoa học và môn toán. Ở bức tranh B, tôi thích môn mỹ thuật, môn học yêu thích của bạn là gì? Đó là môn giáo dục thể chất. Vậy các bạn có thể thấy để hỏi là bạn thích môn học nào nhất hoặc là môn học yêu thích của bạn là gì? Mình sẽ có cấu trúc là What's your favorite subject? What's your favorite subject? Is PE. Is PE. Môn học yêu thích của bạn là gì? Đó là môn giáo dục thể chất. Các bạn có thể thay thế ha. Các bạn thích môn gì thì các bạn cứ thay thế vào cái chỗ chữ PE này. Ví dụ, What's your favorite subject? It's music. Môn học yêu thích của bạn là gì? Đó là môn âm nhạc. What's your favorite subject? It's art. Môn học yêu thích của bạn là gì? Đó là môn mỹ thuật. Hoặc là các bạn có thể thấy khi hỏi What's your favorite subject? Ngoài cái cách trả lời như vừa rồi, mình có thể thay thế bằng cách là My favorite subject is, môn học yêu thích của tôi là art. Chúng ta đến với part 2. Listen, point and say. Lắng nghe, chỉ vào bức tranh và sau đó nói. Trong phần này, chúng ta sẽ có 4 bức tranh A, B, C và D. Các bạn sẽ nhìn vào từng bức tranh này và sau đó một bạn hỏi và một bạn trả lời môn học yêu thích của bạn là gì. Trước hết chúng ta cùng nhau lắng nghe nào. Page 56. Lesson 1. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của từng bức tranh nào. Bức tranh A, art là môn mỹ thuật. Bức tranh B, music, môn âm nhạc. Bức tranh C, PE, môn giáo dục thể chất. Và bức tranh D, IT, môn công nghệ thông tin. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nè. Activity 2. Listen, point and say. A. Art. B. Music. C. PE. D. IT. A. What's your favorite subject? It's art. B. What's your favorite subject? It's music. C. What's your favorite subject? It's PE. D. What's your favorite subject? It's IT. Các bạn sẽ cùng nhau luyện hỏi, một bạn hỏi và một bạn trả lời. What's your favorite subject? Is cộng với tên môn học vào. Các bạn có thể nhớ lại các từ vựng trong bài số 7 ha. Mình có thể thay thế bằng những cái từ vựng về môn học trong đó cũng được nhé. Chúng ta đến với part 3. Let's talk. Luyện nói. Trong phần này, các bạn sẽ có các bức tranh về các cái môn học. Và chúng ta sẽ cùng nhìn vào những bức tranh này. Một bạn hỏi và một bạn trả lời về môn học yêu thích của bạn là gì. What's your favorite subject? Is. Ví dụ, ở môn đầu tiên, môn mỹ thuật ha. Vậy thì bạn nam sẽ hỏi là What's your favorite subject? Vậy bạn nữ sẽ trả lời Is music. Tương tự với các hình còn lại nè. Chúng ta đến với part 4. Listen and take or
crush. Lắng nghe và sau đó đánh dấu dấu tích nếu là đáp án đúng hoặc là cross nếu như là đáp án sai. Trong phần này các bạn sẽ có 4 bức tranh, từ số 1, số 2, số 3 và số 4. Ở mỗi bức tranh là một môn học. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Nếu như cái phần các bạn lắng nghe nó đúng với cái tên môn học xuất hiện ở cái hình đó thì các bạn sẽ nhấn tick. Còn nếu như mà cái tên các bạn nghe nó không đúng với cái hình xuất hiện ở cái bức tranh đó thì các bạn sẽ đánh dấu cross là sai. Trước khi lắng nghe, chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái nội dung của từng bức hình nè. Ở bức hình đầu tiên, IT hoặc là Information Technology. Câu số 2, PE, Physical Education. Câu số 3, Music. Và câu số 4, Art. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nè. Page 57. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick or cross. 1. What's your favorite subject? It's IT. 2. What's your favorite subject? It's art. 3. What's your favorite subject? It's music. I like music too. 4. My favorite subject is maths. How about you? I like maths too. Các bạn có thể tua để nghe đi nghe lại nhiều lần nếu như mình chưa nghe rõ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Ở câu số 1, đáp án là tick, yes. Câu số 2, cross, no. Câu số 3, tick, yes. Và câu số 4, cross, no. Chúng ta cùng nhau đến với part 5, look, complete and read, nhìn, hoàn thành và sau đó đọc lên. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh, 4 câu từ số 1 đến số 4. Tương ứng có 4 bức tranh ở bên phải từ số 1 cho đến số 4. Các bạn sẽ nhìn vào bức tranh ở bên phải, sau đó các bạn sẽ hoàn thành từng câu, từng chỗ trống ở các câu bên trái. Ở câu đầu tiên các bạn thấy, what's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? Is. Các bạn sẽ nhìn qua bên phải thấy bạn này đang hát đúng không? Và quyển sách này là môn âm nhạc, vì vậy mình điền vào từ music. Môn học yêu thích của bạn là gì vậy? Đó là môn âm nhạc. Tương tự từ câu số 2 đến câu số 4. Câu số 2 thiếu từ hỏi đúng không? Để hỏi về môn học yêu thích nhưng mình đang thiếu từ hỏi, vì vậy sẽ cần từ what's. Cái gì hoặc là môn gì ha? Trả lời là môn art. Đây là môn mỹ thuật ha, bạn đang vẽ nè. Ở câu số 3, hỏi về môn học yêu thích thì mình còn thiếu favorite subject. Môn học yêu thích của bạn là gì? Is. Bạn nam này đang học máy tính ha. IT. Câu số 4, what's your favorite subject? Hỏi về môn học yêu thích phải có cụm từ favorite. Thiếu từ nào thì các bạn điền đúng y từ đó theo cấu trúc thôi ha. Chính là môn PE, môn giáo dục thể chất hoặc là môn thể dục đó ha. Chúng ta đang đến với part 6, let's sing. Phần này là phần các bạn luyện hát. My favorite subject. Phần này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát, sau đó mình sẽ nhìn vào từng bức tranh này và mình cùng nhau hát lại. Trước khi mình listen, chúng ta sẽ cùng nhau tìm nội dung, tìm hiểu nội dung của bài hát này. Bài hát yêu thích của tôi thích vẽ tranh và môn học yêu thích của tôi là môn mỹ thuật. Tôi thích hát, môn học yêu thích của tôi là môn âm nhạc. Tôi rất là thích chạy và môn học yêu thích của tôi là môn giáo dục thể chất. Tôi thích máy tính, môn học yêu thích của tôi là môn công nghệ thông tin. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nào. Page 57. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. My favorite subject.
Các bạn sẽ thấy để hỏi và trả lời về môn học yêu thích của mình, chúng ta sẽ có câu là What's your favorite subject? Và để trả lời thì mình có thể trả lời bằng một trong ba cách sau. Cách đầu tiên đơn giản nhất, các bạn chỉ cần nói là it, sau đó cộng với môn học vào. Cách thứ hai, yêu thích có nghĩa là mình thích cái đó ha. Vì thế mình sẽ dùng động từ like, I like, điền tên môn học vào. Hoặc là cách thứ ba, mình trả lời nó dài hơn một tí. My favorite subject is art, điền tên môn học vào. Môn học yêu thích của bạn là gì? Đó là môn mỹ thuật, hoặc là tôi thích môn mỹ thuật, hoặc là môn học yêu thích của tôi là môn mỹ thuật. Tùy các bạn muốn dùng cách nào cũng được ha. Trước khi kết thúc lesson 1, chúng ta sẽ cùng chốt lại nội dung của phần này. Phần số 1, từ vựng nè. Art, môn mỹ thuật. Music, môn âm nhạc. PE, physical education. IT, information technology, môn công nghệ thông tin. Và phần số 2, structure, cấu trúc. Chúng ta sẽ có hỏi và trả lời về môn học yêu thích của bạn là gì. What's your favorite subject? It's English. Hoặc là I like English. Hoặc là my favorite subject is art. Tùy các bạn ha, môn học yêu thích của tôi là môn mỹ thuật. Nội dung của lesson 1, unit 8 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!